Thời gian cũng vui rồi. Quảng có một cái vào đầu người ạ. Quá căng. Thực sự 5 gói mì đã căng rồi. Hôm nay thêm 5 quả trứng nữa mọi người. Và liệu Quang với Bách có thể ăn hết được không nhé? Thật sự là một những cuộc chiến mà giữa Bách với Quang xứng đáng là một trận chiến đỉnh cao đấy mọi người ạ. Hai người đều ăn rất là khỏe. Rồi, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Chào mọi người nha. Xin chào toàn thể anh chị, cô dì, chú bác cũng như các ông, các bà đang theo dõi kênh của mình nhé. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục một cuộc chiến nữa giữa Bách với Quang mọi người. Đây là hai cậu bé ăn rất là khỏe nhé. Hôm nay thì Bách với Quang sẽ thi ăn 10 gói mì, 10 gói mì tôm với 5 quả trứng, 10 quả trứng mọi người nhé. Và mỗi người là 5 gói mì, 5 bát mì mọi người với 5 quả trứng. Đây, và với số lượng nhiều như này thì mình sẽ cho Bách với Quang ăn trong vòng 25 phút mọi người nhé. Và ai mà ăn hết trước và còn lại ít nhất thì người đó sẽ là người giành chiến thắng mà giành giải thưởng trị giá là 2 triệu mọi người nhé. Rồi, Bách với Quang sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Chuẩn bị chưa? Rồi, chuẩn bị nha. Bắt đầu. Thời gian cũng vui rồi. Quảng có một cái vào đầu người ạ. Quá căng. Thực sự 5 gói mì đã căng rồi. Hôm nay thêm 5 quả trứng nữa mọi người. Và liệu Quang với Bách có thể ăn hết được không nhé? Thật sự là một những cuộc chiến mà giữa Bách với Quang xứng đáng là một trận chiến đỉnh cao đấy mọi người ạ. Hai người đều ăn rất là khỏe. Nước còn khá là nóng. Nước nóng quá thì mình để sau, để uống sau cũng được bằng ạ. Uống hết luôn này. Quang thì cứ phải uống cả nước cả cái luôn mọi người nha. Thời gian mới chỉ được có hơn 2 phút, gần 3 phút mà mọi người đã ăn đến bát thứ hai rồi.
Quang thì hết sạch một bát. Là thường Quang thì ăn sạch nước luôn mọi người nha. Rồi Quang này hết là 2 bát và 2 quả trứng. Úi dồi. Bách thì vẫn đang dùng chiến thuật cũ, đó là ăn phần cái trước để ăn cái nước sau mọi người nhé. Đấy. Quang kiểu chơi kiểu thiết đầu công mọi người.
Và hôm nay Bách có thể chiến thắng được Quang không mọi người nha? Thực sự Bách cũng đang rất là cố gắng rồi. Đây xứng đáng là hai cậu bé mà ăn khỏe nhất Việt Nam mọi người nha. Quá tuyệt vời mọi người ạ. Và hiện tại thì Quang gần hết và 4 bát rồi. Và Bách thì ăn nước của mì tôm. Phần cái của nó thì Bách ăn hết rồi mọi người nha. Còn lại nước thôi. Hiện tại sẽ người thắng cuộc đây. Quang thì bắt đầu ăn bát thứ 5 này với quả trứng cuối cùng của cái đầu công. Thật sự quá khỏe mọi người ạ. Ăn như này là mọi người Bách với Quang là chuyện thường người nha, bởi vì họ ăn rất là khỏe rồi. Bách thua nữa. Bách thua nữa. Chưa biết được. Vâng ạ. Giờ Bách cũng chỉ cần uống 4 bát nước nữa thôi. Thời gian còn khá là nhiều. Mình cho hẳn 25 phút mà bây giờ mới chỉ có 12 phút thôi các bạn. Sự Vách với Quang ăn cũng khá là nhanh. Cẩn thận rơi đấy. Rồi, chính thức Vách hết một bát này. Bát thứ hai. Có người gọi người ạ.
thật sự là chưa thì nghe được. Rồi bát thứ hai, bát quyền hết bát thứ hai, Quang thì bát cuối cùng rồi, và liệu Quang có thể tiếp tục và ăn hết được không mọi người nha? Thực sự đây là mỗi người 5 gói mì và 5 quả trứng. Cốc nước ở đây thì quan này, và có can nước ở phía dưới. À. Quan còn này một bát thôi mọi người ạ. Đã chuẩn bị hết bát thứ hai rồi. Bát cuối của Quang thì bị như quá rồi đó. Nên là phải thêm nước. Thật sự là quá hồi hộp luôn, và liệu Quang có thể ăn hết không? Bát cũng thế mọi người, bát bắt đầu bát thứ ba nha. Chứng tỏ vách rất là khôn đấy mọi người, vách ăn phần cái trước để nó không bị nhừ ấy. Của Quang này nó bị nhừ ra rồi. Quang cứ bình tĩnh, thời gian còn khá là nhiều. Uống nước vào, nhưng mà khó quá. Quang cố được nữa không? Không à, bỏ cuộc à? Rồi, không cố được nữa thôi. Quang bỏ cuộc mọi người, không cố được nữa. Vậy là Bách có ăn được nữa không? Có tiếp được nữa không? Bách cũng uống dừng đúng không? Rồi, vậy là thật sự là đúng là 16 phút mọi người ạ. Và trận chiến ngày hôm nay sẽ dừng lại đây nha mọi người nha. Và Quang không thể cố được nữa, bởi vì hôm nay là mỗi người 5 gói mì, có thêm 5 quả trứng nữa. Đấy, thì mình sẽ cho mọi người ăn vừa đủ thôi, cảm thấy mà ăn no quá thôi mọi người nha. Không cho mọi người cố quá đấy. Quá tuyệt vời, hôm nay ăn trứng nhiều đúng không Quang? Ăn trứng nhiều. No nha, ăn trứng nhiều no đúng không? Vâng. Rồi quá tuyệt vời mọi người nha, vậy là trứng. Bách là đây mọi người, còn 2 bát nước này. Quang thì còn đây. Thế này thì Quang còn cái với nước, thì cái này thì sẽ là Hòa nhá. Hòa thì thế nào nhỉ? Hòa thì trận này Hòa thì nói chung là chia đôi tiền thưởng nhá. Được không? Đồng ý không? Bởi vì Quang nó còn gần đây cả cái cả nước, còn Bách thì còn cả 2 bát nước cơ mà. Rồi cái này mình sẽ tính Hòa mọi người ạ. Rồi, thật sự không biết nói gì hơn trận chiến giữa Bách với Quang luôn luôn kịch tính và hấp dẫn mọi người nha. Thật sự Bách vẫn chờ lần nào thắng, lần sau cố gắng hơn Bách nhá. Rồi, video của mình cũng xin tạm dừng tại đây các bạn ạ. Ai mà yêu quý kênh thì nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp bọn mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại nhá. Chào mọi người.